Phương Định Bạc Hai, không? Thì thầy sẽ cho những cái bài mà giải Phương Định Bạc Hai cơ bản nhất. Đó, xong rồi thầy mới đi qua cái dùng định lý VS hay là dùng cái tham số gì đó là thầy sẽ qua phần đó. Nhưng giờ trước mắt mình làm cái phần này trước nha. Đây nè. Đó. Bây giờ mình giải nè. Cái phương trình số 1 này, phương trình số 1 là 3 lần x bình trừ 4x cộng 1 bằng 0. Nhớ, muốn giải một cái phương trình bậc 2 để cho đỡ mất thời gian, mình nên làm thế này. Trước tiên, ta tìm cái hệ số A, B, C ra trước. Xong tìm cái hệ số A, B, C rồi, mình coi nè. A, B, C đó, nó có nằm vào hai trường hợp đặc biệt không? Tức là A cộng B cộng C bằng 0. Hoặc là A trừ B cộng C bằng 0. Nếu như nó nằm vào hai cái trường hợp đặc biệt đó thì mình sẽ đưa ngay ra đáp số luôn. Được chưa? Còn nếu như nó không nằm vào hai trường hợp đó thì mình phải lập delta để mình giải. Nhớ rõ không em? À, thầy nói như vậy nè. Này, em coi nè. À, bây giờ nè, cái này là A bằng mấy? A là bằng 3. B là bằng trừ 4 nha em ơi. Luôn có dấu trừ này nữa nè, chứ không phải là chỉ B bằng 4 đâu ha. Rồi, và C sẽ bằng 1. Được chưa? C bằng 1. Bây giờ mình coi nè, mình nhắm nè. A cộng B cộng C, ta thấy 3, mà cộng trừ 4 là trừ 1 cộng 1 bằng 0 mình ha. Quá đơn giản rồi, bài này quá khỏe rồi, khó giải. Ghi, ta thấy nè, A cộng B cộng C bằng A là bằng 3 cộng B là trừ 4 cộng C là 1 sẽ bằng 0. Như vậy suy ngay ra đâu mình giải mà em, suy ra x sẽ bằng 1, A cộng B cộng C bằng 0. Thì khi nãy thầy có ghi công thức đó, suy ra x 1 bằng 1 và cái x 2 sẽ bằng là C chia A. C là 1, A là 3, như vậy là 1 phần 3. Thấy phương trình này khỏe không? Khỏi cần giải. Được chưa nè? Rồi, như vậy ta làm luôn cái phương trình thứ hai nữa. Phương trình thứ hai là x bình cộng cho 3x trừ 5 bằng 0. Được chưa? Ở đây ta có A bằng 1, B bằng 3, C bằng trừ 5. Được chưa mấy? Rồi, mình sẽ nhẩm coi thử phương trình này có cần giải hay là không giải. Nhớ chưa? Như vậy mình sẽ nhẩm cái này trước này. A cộng B cộng C, 1 cộng 3 là 4, 4 cộng cho trừ 5, tức là 4 trừ 5 bằng trừ 1. Như vậy không bằng 0, không làm được. Mình xét trường hợp thứ hai, A trừ B cộng C. À, như vậy 1 mà trừ cho 3, như vậy còn trừ 2. Trừ 2 mà cộng cho trừ 5 thì ra trừ 7, cũng không bằng 0 luôn. Được chưa? Như vậy buộc mình phải lập delta thôi, phải không em? Rồi, lập delta nào. Delta sẽ bằng B bình phương trừ cho 4 lần AC. À, mình coi nè, trong này mình phải xem thử B này có chẵn không, tức là nó chia hết cho 2 hay không, để mình lập delta phải. Một B là bằng 3, nó không chia hết cho 2. Như vậy mình buộc mình phải lập delta. Nhớ nha. À, B bình trừ 4 AC tức là bằng 3 bình trừ 4 lần A là 1, C là trừ 5. 3 bình là 9, trừ nhân trừ thành cộng, 4 nhân 1 bằng 4, 5 nhân 4 là 20, là bằng 29. 29 là nó không có chính phương cho nên mình không khai căn được, để bình thường thôi em. À, như vậy mình nói là lớn hơn 0. Như vậy suy ra phương trình có hai nghiệm phân biệt mấy. Được chưa? Đó, phương trình có hai nghiệm phân biệt. Được chưa? Phân biệt nè. Như vậy ta suy ra x1 phải gì em? X1 bằng trừ B nè, trừ căn delta nè, chia cho 2A. Đó. X2 sẽ bằng trừ B nè, cộng căn delta, chia cho 2A. Được chưa? Đây, trừ B mà B là bằng B là 3. Như là trừ 3 cả trừ căn delta, tức là trừ cho căn 29 chia cho A 2. A là 1. Như vậy chính là trừ 3 trừ căn 29
chia cho 2. Tương tự nè, ở đây là trừ 3 cộng căn 29 chia cho 2A là 21 là 2. Anh Trang có rồi cho nên mình không có ghi tỉ mỉ nữa. Được chưa? 2A, 2 nhân 1 bằng 2 luôn. Được chưa? Rồi, như vậy cái bài 2 nó đã xong. Đơn giản vậy thôi em. Bắt đầu mình giải cái bài 3 nha. Bài 3 này. Đó, bài 3. Bài 3 là sẽ là 6 lần x bình trừ cho 9 x trừ cho 15 bằng 0. Bài này có hệ số A là bằng 6 này. Được chưa? A bằng 6. B này là bằng trừ 9 này. Và C này bằng trừ 15. Nè, chính C bằng trừ 15. Rồi mình có nè. Mình có nè. Mình nhắm nè. A cộng B cộng C. Như vậy 6 mà cộng cho trừ 9 á, là ra trừ 3. Trừ 3 mà cộng cho trừ 15 nữa, nó ra trừ 18. Như vậy không bằng không. Không sử dụng được. Được chưa? Đó là mình sử dụng nè. A trừ B cộng C. 6 trừ cho trừ 9 là cộng 9 là ra 15. 15 mà cộng trừ cho 15 bằng 0 em. May quá, bài này khó giải. Được chưa? Đó. Cái này người ta nói hay không bằng hơn đúng không em? Rồi ta có A trừ B cộng C sẽ bằng là 6 này, trừ cho trừ 9 này, cộng cho trừ 15 bằng 0. Được chưa? Như vậy phương trình là mình suy ngay ra được. À, suy ngay ra được là gì? X1 sẽ bằng trừ 1. A trừ B cộng C thì x1 bằng trừ 1. Và cái x2 bằng gì? Bằng trừ cho C chia A. Trừ C. C là trừ 15. Chia A. A. A ở đây là 6. Như vậy bằng 15 phần 6. Trừ trừ thành cộng. Thấy chưa mẹ? Đó, đơn giản. Đó, rất là đơn giản như thế này. Thầy nói với em nghe nè. Nhìn vậy đó, chắc có nhiều em chuẩn bị đi thi vô lớp 10 cái bài này. Mấy cái bài này giải cũng không được em. Tại vì sao em hồi nào giờ lấy máy bấm quen à. Vô người ta biểu giải phương trình bằng cái này một cái là bỏ tay. À, từ cái phương trình lấy máy bấm ra đáp số có ai chấp nhận không em. Mình phải trình bày đàng hoàng mới có nghiệm, mới có điểm. Được chưa? À, nhưng mà nói dạy đề thi nó không cho ra dễ thế này không. Được chưa? Cái đó thì nói cho vui thôi. Nhưng mà thật sự vậy đó. Có nhiều em không giải được. Rồi. Bắt đầu bài số 4 này. À, là 7x bình trừ 2x cộng 3 bằng 0. Trong này nè. Hệ số A là bằng 7. B là bằng trừ 2. Và C là bằng 3. Được chưa? Nên con này. À, bây giờ nè. Ta có A cộng B cộng C bằng 7 mà cộng cho trừ 2 là nó ra 7 trừ 2 bằng 5. Mà 5 cộng 3 là 8. Như vậy là không bằng 0. Được chưa? Rồi mình xem thử A trừ B cộng C. 7 mà trừ cho trừ 2 là cộng 2 là 9. 9 cộng cho 3 là 12 cũng không bằng 0. Như vậy ta phải lập delta thôi phải không em? Rồi, ta coi. Như vậy xong rồi mình coi thử cái B đó nó có chẵn không? B bằng trừ 2 chia hết cho 2. Như vậy thì ta suy ra B phải ha. Ta suy ra B phải. B phải bằng B chia 2. Tức là bằng trừ 2 chia 2 là bằng trừ 1. Được chưa em? Rồi, như vậy thì xong rồi mình lập delta phải. Delta phải là bằng B phải bình trừ cho AC. B phải bình là trừ 1 bình phương trừ cho AC. A là 7, C là 3. Được chưa? 7 lần 3 là 21. 1 mà trừ cho 21 là còn trừ cho 20 là âm. Như vậy suy ra phương trình vô nghiệm không cần giải nữa mày. Là phương trình vô nghiệm mày giải cái gì nữa đúng không? Ờ à. Được chưa? Như vậy tới đây thầy nói với em nghe nè, hôm trước thầy cũng có dạy mấy đứa ra tới bằng trừ 20, cái nó không thuộc công thức á mấy em. Ra tới trừ 20 suy ra x1, x2. Cái căn đây ta phải là bằng căn của trừ 20. Trời ơi, nó sai trầm trọng luôn ha.
Tức là căng thức nó cũng không biết luôn, có lắm em, thầy đã gặp rồi đấy. Cho nên là thầy nói mấy em á, mình đã học thì mình cố gắng lên. Còn trường hợp như thế này nữa đúng không em, nếu như các em mà thật sự học không vô á, thật sự lắm em, mà học không vô á, thì thôi mình cũng đừng nên học văn hóa nữa. Thầy nói thật, tại vì mình học mà 3 năm cấp 3 mà thật sự chưa chắc mình lên lớp, mình ở lại lớp nữa đó. Rồi ra mình cũng làm được gì đâu em. Nhưng mà hiện giờ á, là mình gọi là có cái trung cấp đó em, trung cấp nghề á. Cho nên khi mà các em học hết lớp 9 rồi mình coi bộ thi không được nữa và mình không muốn học văn hóa tí nào nữa, thì mình nên đi học nghề. Không, là mình vào trung cấp đó, là mình học 2 năm. Đấy chưa? Một năm là có thể là có hai cái trường hợp. Một trường hợp á, là các em là mình đi học nghề luôn, là xong cái lớp 9 đó rồi là bắt đầu mình đi học nghề luôn á, là khỏi cần học phổ thông nữa. Đấy chưa? Hoặc nếu như mà em muốn á, là vô trong đó em học phổ thông một năm thôi, là em học 3 chương trình 10, 11, 12, xong rồi bắt đầu em đi học trung cấp 2 năm nữa. Đấy chưa? Thì chắc chắn là em ra sẽ có việc làm. Còn không đó thì em đã nói học không nổi nữa mà vô đó học phổ thông chi nữa, đúng không? Tất nhiên là chương trình phổ thông trong trung cấp nó dễ hơn cái chính quy rồi, ở ngoài rồi, đúng không? Tại vì chỉ học những cái môn gì cần học thôi, cho nên mới 1 năm 3 lớp. Đấy chưa? Đó, còn không thì em tự đi học nghề, ra làm nghề. Không phải con đường đại học là con đường duy nhất để cho mình thành công đâu nha em. Có nhiều người là mới học tới lớp 5 thôi, nhưng mà ra người ta kinh doanh giỏi, người ta vẫn thành đạt. Đó, thầy có một bạn, nó mới học tới lớp 4, là ở quê thầy là ở Quảng Nam ấy, gốc ấy. Mà cuối cùng vào Sài Gòn ấy, đến bây giờ bạn thầy là xe là phải gọi là xe giống như mà mấy cái chiếc khủng luôn á, chiếc mười mấy tỷ đó, không? Nhà lầu thì biết bao nhiêu cái. Mà đến thầy học cho cố vô đến bây giờ thầy thua nó nhiều luôn, thầy chả có được cái gì hết, thấy không? Có được cái miệng nói nhiều, dạy cho tụi em nhiều thôi, chứ còn cũng chả có được gì. Mà trong khi là bạn thầy mới học tới lớp 4, giỏi đến mức độ như vậy. Cho nên khi các em mà học và tới lớp 9 rồi, xem cái video này của thầy rồi, nếu như thật sự các em không học nổi cái phổ thông nữa, thì các em nên nghỉ và đi học nghề đi. Nếu như các em mà không biết học chỗ nào, liên hệ với thầy đi. Đây nè, số điện thoại này. Đấy chưa? Đó. Hoặc là các em vào cái là trung tâm tài năng trẻ.idol.vn này. Cái bên phía ta phải đó là có Facebook của thầy. Các em có thể vào trong Facebook đó hỏi thầy cũng được. Đấy chưa? Thầy trả lời hết cho. Thầy sẽ giúp cho. Nó đơn giản lắm. Cái này không tính phí đâu, phải không? Không phải tự nhiên trả lời câu, không phải tính phí cái câu đó đâu mà lo, phải không? Nên cứ hỏi thoải mái. Được chưa? Rồi. Rồi, bây giờ này, thầy tiếp tục, thầy trò mình tiếp tục cái câu 5 này nha. Câu 5 này là 2 lần x bình trừ cho 8x cộng 1 bằng 0 này. 2 x bình trừ 8x cộng 1 bằng 0. Được không? Cái này A là bằng 2, B bằng trừ 8 và C là bằng 1. Đó, mình thấy nè, A cộng B cộng C mình làm lẻ đâu, 2 mà trừ cho cộng cho trừ 8 là bằng trừ 6, trừ 6 cộng 1 là bằng trừ 5, không được. A trừ B mình biết ngay, 2 mà trừ cho trừ 8 là ra cộng 8 là 10, 10 cộng 1 11 cũng không được. Rồi, như vậy mình thấy mà cái hệ mình tính delta rồi, nhưng mà cái này B là bằng trừ 8 chẳng, cho nên mình suy ra B phải, hiểu chưa? B phải sẽ bằng B chia 2 là bằng trừ 8 mà chia 2 là còn lại là trừ 4 này. Được chưa? Như vậy thì mình lập delta phải. Delta phải này, delta phải là bằng B phải bình phương trừ cho AC. Được chưa? B phải bình phương là bằng trừ 4 mà bình phương trừ cho A là 2 mà C là 1. Trừ 4 bình phương là ra 16 và trừ cho 2
như bạn ra là 14 lớn hơn 0. Thì suy ra phương trình có hai nghiệm phân biệt mà. Suy ra phương trình có hai nghiệm phân biệt. Rồi, ta suy ra này, x1 sẽ bằng trừ b phải trừ căn delta phải mà chia cho a thôi nha mấy, chứ không có chia hai a nha, delta phải mà. Rồi trừ b phải là trừ cho trừ 4, để lại nè, trừ căn delta phải là trừ căn 14 không chính phương, chia cho a, a là 2, trừ cho trừ 4 là cộng 4 nè, tức là 4 trừ căn 14 chia 2. Tương tự vậy vậy mấy em, là x2 sẽ bằng trừ b phải cộng căn delta phải chia cho a. Trừ b phải mấy nè, kéo này dài ra xíu nè, trừ cho trừ 4 cộng cho căn 14 chia cho 2. Tới đây mấy em biết mà phải không? Biết rồi. Rồi tức là nó ra sẽ bằng 4 cộng với căn 14 chia cho 2. Được chưa? 4 cộng căn 14 chia 2. Như vậy qua cái này thầy nghĩ các em mà mới vừa học giải phương trình bậc 2 lập bằng delta thì chắc chắn rằng các em sẽ giải được tất cả các bài tập mà nói về lập delta rồi, đúng chưa? Có thể giải nhanh là dùng A cộng B cộng C hoặc là A trừ B cộng C nữa, đúng chưa nào? Nhớ, thầy nhắc lại, khi giải một cái phương trình bậc 2 này, điều đầu tiên vào là ta sẽ tìm ra hệ số A, B, C. Xong cái A, B, C đó rồi thì ta phải đi làm cái gì? Ta phải coi trường hợp đặc biệt để mình khỏi phải giải. Trường hợp đặc biệt là A cộng B cộng C, coi thử có bằng không không? Nếu như bằng không thì x1 bằng 1, x2 bằng C chia A, nhớ chưa? Nếu như A cộng B cộng C mà không bằng 0 thì mình phải thử luôn A trừ B cộng C có bằng 0 không? Đó. Nếu như A trừ B cộng C mà bằng 0 thì ta suy ra là x1 bằng trừ 1, x2 sẽ bằng trừ C chia A. Được chưa? Nếu như hai trường hợp đó không được nữa thì ta lập delta. Trước khi lập delta thì ta sẽ coi B đó có chẵn không? Tức là có chia hết cho 2 không? Nếu như chia hết cho 2 như thế này thì ta dùng delta phải. Và delta phải thì các em biết rồi đó. Nếu như delta hay delta phải dương thì phương trình có hai nghiệm phân biệt ta suy ra. Nếu như delta hay delta phải âm thì phương trình đó vô nghiệm, ta khỏi cần giải. Nhớ chưa nào? Rồi nhớ nha, thầy cũng nhắc thêm nè, nhớ nếu như muốn làm thêm bài tập này nữa thì vào trong cái chỗ mà kế tiếp cái video này thầy sẽ nói thêm một cái chỗ để cho các em biết là vào đâu để liên lạc với thầy và vào đâu để lấy đề cương miễn phí về để rèn luyện cho nó giỏi, nhớ chưa? Rồi bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các em và liên lạc với thầy nha. Đây, thứ nhất là liên lạc với thầy thì có rất là nhiều số điện thoại mà. Đây, ví dụ như các em vào cái trang này của thầy nè, trang website học tập miễn phí là trungtamtainangtre.edu.vn mấy em thấy không? Đây là cái website hoàn toàn là miễn phí hết. Đây các số điện thoại đây mấy em. Đây nè, số điện thoại nè. Thấy không? Đầy đủ hết, ngay cái góc phải này nè, cái mail của thầy cũng có luôn, địa chỉ của thầy cũng có, như vậy thông tin của thầy rất là đầy đủ ở trên này. Mà cái số điện thoại mà thầy sử dụng Zalo chính là số này. 0967524548 đây là sử dụng Zalo. Nếu như mà các cái vấn đề gì thắc mắc các em có thể là gửi qua cái Zalo này cho thầy. Thầy trả lời nó sẽ nhanh hơn, thầy trả lời bằng cái tin nhắn thoại đó mấy. Chứ còn nếu như mà gửi qua Facebook với lại nhiều khi cái bài mẫn dài quá mà thầy giải ra rồi thầy ngồi thầy giải thì sẽ không có thời gian. Mà qua Zalo thì thầy sẽ bấm nó, thầy sẽ bấm cái hộp thoại lên thầy nói nó rất là lẹ, được chưa? Ví dụ bình thường là một lúc là khi nào thầy rảnh thì lên thầy trả lời lần là 20 mấy 30 bạn á, cho nên là thầy chỉ bấm cái đó lên và thầy nói thầy thu âm nó lại thầy gửi qua cho mấy em là đó là nhanh nhất. Còn bài tập mà em gửi lên Facebook á thì khi nào rảnh thầy lên thầy mới giải thôi, ha.
Nhớ nè, nếu như em nào mà đi vào các em học mấy cái video miễn phí của thầy á, được chưa? À, mà thấy rất là dễ hiểu và muốn học và bồi dưỡng văn hóa cho thầy rất là đơn giản em. Được chưa? Bây giờ thời buổi công nghệ thông tin đại chúng rồi, các em không cần biết ở đâu, ở trên đất nước Việt Nam hoặc ở nước ngoài không quan trọng. Mà nếu như em học mà cảm thấy mà nó dễ hiểu á, muốn học trực tiếp với thầy rất là đơn giản, là mình học trực tiếp qua mạng internet. Đây nè, có nhiều em không hiểu học trực tiếp qua mạng internet là như thế nào. Đây, các em vào cái website học tập miễn phí của thầy là trung tâm tài năng trẻ.edu.vn. Ngay cái góc đây là có này nè, các em học sinh vào đây nè, phụ huynh có thể xem là cách học trực tiếp qua mạng internet đây. Mở này. Đó, đây không? Phương pháp dạy và học trực tiếp qua mạng internet không? Thầy Nguyễn Văn Cao. Nè, mấy em thấy nè. Đó. Đây, thầy dạy rất là thầy dạy giống như ở trên lớp vậy em. Mà nó rất là tiện. Nó tại sao nó tiện? Tại vì á khi mà các em ở nhà học bất kỳ lúc nào, được chưa? Bất kỳ lúc nào, khi nào thầy thầy trò rảnh, nhiều khi học tới 12 giờ đêm vẫn được mày, được chưa? 12 giờ đêm vẫn được đây, thu phát trực tiếp qua giống như trên lớp, không? Rất là rõ ràng, nhìn rõ lắm. Nhiều khi ví dụ như là tụi em bữa nay bận, và thầy cũng bận đó, rồi 12 giờ đêm mới học tới 1 giờ cũng được nữa. Tại vì mình ngồi ở nhà mình học mà. Nhưng mà nếu nhà em nào khá giả là học một mình, nếu như mà học một mình á thì học phí nó hơi cao. Còn nếu như học một nhóm mà khoảng 10 bạn trở lên á thì học phí nó thấp hơn. Đúng không? Đây nè. Thầy trò trao đổi trực tiếp qua mạng thì nè. Được chưa? Đó, rất là trao đổi được cái vi trang đi lớp không khác gì hết. Thầy thấy chữ rõ ghê không? Rất là rõ ràng như vậy thôi. Được chưa? Đó. Rõ ràng ha. Đó, như vậy là trao đổi thấy không? Trao đổi trực tiếp. Rồi mình để đó đi. Đó. Nếu như mà gì, nếu như em nào nhà khó khăn mà muốn học thầy cũng rất là dễ. Các em rủ một nhóm bạn mà trên 10 người thì thầy dạy miễn phí cho em đó. Được chưa? Tức là mấy bạn kia thầy lấy học phí, còn em nào mà rủ thì thầy sẽ dạy miễn phí. Nhưng mà nhớ nè, một nhóm mà 10 bạn trở lên thì mình sẽ học trước một cái tivi khoảng cỡ 40 inch. Mình sẽ cao qua và phát bự ra nhìn thấy đã lắm kìa, thấy không? Học y chang đi lớp thì chẳng khác gì hết, rất là hoành tráng ha. Nhưng mà tất cả là học là trong một tháng đầu, là trong trong vòng tháng đầu là học hoàn toàn miễn phí nha. Đó, nhớ nè. Nếu như thích học thầy với thầy là dễ lắm, trực tiếp là quá đơn giản đi. Nhà em nào có điều kiện học một mình, không có điều kiện thì mình rủ bạn và mình học miễn phí, không? Hoặc là các em có thể liên lạc với thầy qua Facebook này, Văn Cam Thầy Nguyễn mẹ. Đây Văn Cam Thầy Nguyễn đây nè, thấy chưa? Đây Văn Cam Thầy Nguyễn đó, thầy mới vừa thành lập cho nên nó là có 749 bạn bè. Nó mới thành lập chứ thành lập cũng được cỡ 3 tuần rồi mẹ. Đó, là 749 bạn bè thôi, đa số là học sinh không. Ở đây là học sinh trường như là trường trường Di Linh Di Linh Lâm Đồng. Được chưa? Cái này là vừa rồi thầy đi tư vấn tuyển sinh đó mấy. Nhiều học sinh biết thầy lắm cho nên là chụp chung ảnh với thầy để làm kỷ niệm. Còn ở Facebook mà các em gõ Văn Cam có tự nhiên nổi lên Nguyễn Văn Cam. Tại vì Facebook là thầy thành lập lâu rồi đó. Cái là nó full bảng quá rồi mấy. Đây nè, Facebook là cái này là full bảng quá rồi. Cho nên là các em sẽ không kết bạn được nữa. Các em nhiều khi là cứ gửi lời mời các bạn đó mà tưởng là thầy chảnh là không kết bạn là không đúng. Đây nè, 5.000 bạn rồi mấy em thấy không? Là thầy không kết được, nó em gửi tới nhưng mà thầy không có xác nhận được. Cho nên các em nhớ là đừng có gửi qua đây, hiểu chưa? Đó. Các em mà muốn tải đề cương về rèn luyện thì nhớ vào cái group học giỏi toán này là hoàn toàn miễn phí nha. Đây nè. Các em vào Facebook, Facebook của em gõ là chữ học giỏi toán, hiểu chưa? Trong này rất là nhiều cái học giỏi toán nha, mà trong này nhớ cái học giỏi toán là nhóm công khai nè, và nhóm này hiện giờ là có 14.216 thành viên rồi mấy. Đây nè, là thành viên tham gia. Những thành viên tham gia trong này là gồm có là học sinh trên toàn quốc và giáo viên trên toàn quốc nha. Đó.
Được chưa? Đó, đây nè, mấy em nhìn thấy rất là rõ ràng ha. Trong này là có gì mới mới là thầy đăng lên đây. Bài tập em nào mà không biết, nhớ nè, em khi mà em vào cái lớp học giờ toán này á, mà em muốn là bình luận hay là em muốn là tải bài tập về thì em phải đăng, tức là yêu cầu tham gia cái nhóm này. Khi các em mà yêu cầu tham gia là thầy sẽ xác nhận. Xác nhận xong thì em sẽ được tham gia nhóm. Khi em tham gia nhóm á thì em vào đây này, đó vào chữ tệp này thấy không? Đó vào chữ tệp thì các em thấy là đây đề cương không? Quá trời đề cương, em tải em bấm vô đây em tải về. Đó, được chưa? Nếu như mà các em mà nào mà không biết cái môn nào á, câu hỏi gì các em cứ vô đây mà các em đăng thôi. Khi mà các em tham gia nhóm rồi là các em được đăng bài trong này. Hoặc là vô chỗ mấy cái bình luận này các em đăng nè, thấy không? Khi mà đăng bài đây này á, nhớ thầy chưa có thời gian thì chưa kịp trả lời thì các em á, là sẽ có các bạn khác biết hoặc các anh chị khác biết trả lời cho các em, hoặc là các thầy cô khác ở trên toàn quốc sẽ trả lời cho các em, được chưa? Nhớ cái lớp học giờ toán này á, là nhóm công khai, nhớ nó khoảng cả 14.216 học viên, được chưa? Và nhớ là có cái hình này đó, thầy đó, cái ông mà lùn nhất xấu ra nhất là thầy đó, được chưa? Rồi sau nè, tất cả các video bài giảng miễn phí của thầy đều nằm ở hai trang, đó là trang YouTube là thầy Nguyễn Văn Cam và cái website học tập miễn phí này, ở đây này, đây nè, trung tâm tài năng trẻ.edu.vn là một website học tập hoàn toàn miễn phí. Em muốn xem cái bài giảng nào trên này dễ lắm, đây nè, ví dụ như là các em vào khối 11 các em kéo chuột nha, kéo xuống chữ toán, cái nó đổi là video toán và đề cương toán, em kéo qua cái chữ video toán và em click vào cái chữ video toán, cái click vào cái chữ video toán thì ở dưới này nè có các bài giảng thấy không, đó các bài giảng của thầy, ví dụ như đây bài giảng video toán chứng minh quy nạp thầy Nguyễn Văn Cam, em click vào đây, khi em click vào đây là em thấy nè, đó thấy video chưa, click vào cái video này cái nữa là có bài giảng của thầy nè, thấy chưa, rất là rõ ràng đúng không? Đó. Và thêm một cái trang nữa là bài giảng của thầy đưa vào trang YouTube. Đây cái trang YouTube đây ở ở bên cái góc website này nè. Đó, YouTube. Có em mở vô đây thì đây cái đây này gieo YouTube thầy Nguyễn Văn Cam. Đây, các bài giảng của thầy ở đây hoàn toàn miễn phí, thấy chưa? Bài giảng này tức là em sẽ kéo hết trong này em tìm tất cả các bài giảng của thầy trong này. Được chưa? Hoàn toàn miễn phí nha. Nếu như em nào muốn á, mà để khỏi cần theo dõi trên này mà cũng biết á, thì các em sẽ đăng bấm vào cái chỗ này để các em đăng ký, khi nào thầy thầy đăng cái bài giảng mới lên thì tự động gửi về mail cho các em và các em biết là thầy đã đăng bài giảng mới, được chưa? Như vậy là thầy sẽ hướng dẫn cho các em tất cả những cái gì mà gọi là liên lạc với thầy rồi, được chưa? Nhớ nè, các em đừng gọi trực tiếp cho thầy nha em, tại vì khi mà các em gọi trực tiếp cho thầy á là thầy đang dạy thì thầy để chế độ rung cho nên thầy không có nghe, và các em biết là thầy dạy ở trên mạng này, thầy dạy trực tiếp qua mạng internet nè, rồi thầy dạy trực tiếp tại trung tâm nè, đúng không, rồi thầy dạy ở các trường cao đẳng nữa, cho nên là thầy sẽ không có thời gian mà để thầy nói chuyện trực tiếp với mấy em. Các em cứ liên hệ với thầy qua Facebook nè, qua Zalo đi ha. Còn nếu như may mắn nhiều khi ngày lễ hay ngày gì em nào mà muốn liên lạc trực tiếp thì gọi điện cho thầy, nhớ chưa? Rồi thầy thân ái xin chào tất cả.